Ở đâu bán bộ cốt bát hương đầy đủ cho bát hương gia tiên, bàn thờ thần tài và bàn thờ táo quân? Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, xét theo quan niệm dân gian thì vào những tháng cuối năm âm lịch hàng năm, dân gian ta vẫn thường bốc lại bát hương, lo dọn bàn thờ để đón một năm mới tài lộc bình an. Nhưng ít ai trong chúng ta biết về việc làm thế nào để bốc bát hương cho đúng, cũng như các nghi lễ và vật phẩm cần thiết để bốc lại bát hương là gì. Một trong những vật phẩm không thể thiếu trong việc bốc bát hương đó chính là cốt thất bảo. Như quý vị đã biết, trong xã hội phát triển, việc thờ cúng ngày càng trở nên trang trọng và đúng hơn. Vì vậy, việc lựa chọn cho mình một bộ cốt bát hương đầy đủ là điều hết sức cần thiết trong mỗi gia đình người Việt chúng ta. Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, để tìm được đơn vị cung cấp bộ cốt bát hương đầy đủ uy tín nhất Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh và 64 tỉnh thành khác trên toàn quốc là điều không hề đơn giản. Trong khi đó, một số đơn vị kinh doanh lợi dụng tín ngưỡng của dân ta mà làm điều không đúng. Vì vậy, điều này đã gây nên tâm lý hoang mang cho khách hàng, làm mất niềm tin của khách hàng vào việc thờ cúng. Đồng thời, nếu làm sai thì việc thờ cúng cũng trở nên vô nghĩa, thậm chí là còn đắc tội với thần linh và gia tiên. Vậy thì làm thế nào để có thể mua được cốt thất bảo chuẩn? Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Trong bát hương, vật phẩm quan trọng và không thể thiếu được là cốt thất bảo. Từ ngàn đời xa xưa, thất bảo là vật phẩm cúng dường của chư Phật, được nhắc đến trong kinh Phật A-di-đà. Thất bảo là bảy bảo vật quý hiếm của nhân gian, có tác dụng lưu giữ linh khí và lời nguyện cầu khi thờ cúng, làm cho việc thờ cúng trở nên có ý nghĩa hơn. Được sự tư vấn của thầy Gia Cát cùng với những thầy trong phong thủy hàng đầu Việt Nam về việc thờ cúng thế nào cho đúng, Phong thủy Gia Cát tự hào là đơn vị dẫn đầu trong việc cung cấp bộ cốt thất bảo chuẩn chính hãng để bốc lại bát hương tôn cấp lập thờ khi nhập trạch vào nhà mới, cũng như việc bốc lại bát hương vào cuối năm. Bộ cốt bát hương đầy đủ chính hãng của Phong thủy Gia Cát cho bát hương 12, 14, 16, 18 bao gồm một gói thất bảo, một gạo vàng thần tài, một gói ngũ vị hương, 5 gói cho, 2 tờ di hiệu, một tờ giấy trang kim để gói thất bảo, một nụ trầm để xông bát hương, một hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bốc lại bát hương, tùy theo từng bát hương sẽ có hướng dẫn riêng. Kết quả xem ngày sử dụng, xem ngày bốc bát hương theo tuổi của gia chủ. Bộ cốt bát hương chuẩn đầy đủ chính hãng của Phong thủy may mắn, dùng cho bát hương từ cỡ 12 đến 18, anh chị mua về chỉ việc làm theo hướng dẫn là xong. Để việc thờ cúng được đúng, để bát hương lưu giữ được tâm nguyện và linh khí của người cúng, thông linh được với các vị chư thần và gia tiên, cần phải sử dụng bộ cốt thất bảo chuẩn của Phong thủy Gia Cát. Bộ cốt thất bảo chuẩn này được làm từ vàng ta, bạc, mã não, san hô đỏ, hổ phách, ngọc trai, ngọc phỉ thúy và chỉ ngũ sắc để giữ điều hòa ngũ hành trong bát hương. Những vật phẩm tạo nên thất bảo của Phong thủy Gia Cát đều là đồ thật, đồ tự nhiên như vàng ta, bạc ta, không phải thiếc vàng hay vàng tây kém chất lượng như những bộ thất bảo khác trôi nổi trên thị trường. San hô phải là san hô đỏ, hổ phách phải là hổ phách tự nhiên, ngọc trai tự nhiên, đá mã não tự nhiên, ngọc phỉ thúy đều là đá tự nhiên nên khí lực rất mạnh và là vật phẩm có tác dụng phong thủy tốt nhất thị trường hiện nay. Ngoài ra, những vật phẩm đi kèm như tro nếp được lấy từ rơm nếp của làng Mễ Trì, Hà Nội sau khi thu hoạch lúa nếp để làm cốm, nấu xôi. Ngũ vị hương được nghiền từ 7 vị thuốc bắc, gạo vàng thần tài được làm bằng đá tự nhiên và được hấp hương liệu ngũ hành có tác dụng nạp tài và điều hòa bát hương, bổ sung cốt cho bát hương. Để tiện dụng cho quý vị, trong gói thất bảo có kèm đầy đủ nghi thức bốc bát hương, lập ban thờ mới, để khi thỉnh về, quý vị chỉ việc làm theo. Sau đây, Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị quy trình bốc bát hương chuẩn. Các cụ xưa có câu, tốt lễ thì dễ cầu, vậy nên trong vấn đề tâm linh, việc sắm sửa đồ lễ là việc không thể thiếu. Đồ lễ để bốc lại bát hương gia tiên cần có những lễ vật sau. Gà luộc một con, một đĩa thịt quay hoặc thịt luộc, một đĩa bánh bao chay 5 hoặc 15 chiếc, một đĩa chè, thuốc, trầu cau, một mâm cơm, canh, xôi 2 đĩa hoa quả, mỗi đĩa 5 hoặc là 15 quả, bánh kẹo, rượu, một đĩa gạo, một đĩa muối, hoa gồm 5 hoặc 15 bông nên sử dụng số bông lẻ, một đèn dầu cộng 2 cốc nến hoặc cây nến,
Đồ mã gồm có 5 đinh tiền vàng, bộ quần áo ông bà tiền chủ hậu chủ, 2 vàng hoa đỏ đại, 2 vàng ngũ phương, 3 tập tiền tào quan. Ngoài ra quý vị và các bạn cũng cần phải chuẩn bị thêm hương, chuông lệnh, chuông hiệu nếu có, chậu sạch, khăn sạch, rượu gừng hoặc rượu ngũ vị hương. Sau khi chuẩn bị xong đồ lễ, ta tiến hành bốc bát hương cho ban thờ thần linh gia tiên. Cũng như ban thờ thần tài, để việc bốc bát hương được hanh thông thuận lợi, ta cần chuẩn bị những vật phẩm sau đây. Xem ngày tốt để bốc lại bát hương, cốt thất bảo, gạo vàng thần tài, ngũ vị hương cho nếp, tờ di hiệu, giấy trang kim, trầm song, tài liệu hướng dẫn bốc bát hương và văn khấn mà phong thủy Gia Cát đã cung cấp cho gia chủ. 1. Thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian, tượng trưng cho tinh khí của trời đất hội tụ. Thất bảo là một trong những vật phẩm không thể thiếu khi bốc lại bát hương. Để cho bát hương được linh thiêng, bắt buộc trong bát hương phải có thất bảo. Thất bảo bao gồm những thứ sau. Vàng, ngũ hành thuộc kim, là một trong những bảo vật đặc biệt của đất trời, không bị biến sắc, không bị nhiễm tạp, là bảo vật dẫn khí, nạp tài, tượng trưng cho sự bình an và tài phú. Bạc, ngũ hành thuộc kim, là bảo vật của đất, đại diện cho sự mộc mạc, chất phát, ánh sáng của trí tuệ, mang ý nghĩa là sức khỏe, trường thọ và an lạc. Hổ phách, ngũ hành thuộc mộc, là bảo vật của mộc, kết tinh qua hàng triệu năm mà thành. Hổ phách cất giữ linh khí của mộc được tôi luyện nên có tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn. Ngọc phỉ thúy, ngũ hành thuộc mộc, là báu vật được hình thành trong quá trình kiến tạo lớp vỏ trái đất. Ngọc phỉ thúy tượng trưng cho quyền lực quý phái, đem lại may mắn, bình an. San hô đỏ, ngũ hành thuộc hỏa, một trong những bảo vật quý hiếm với sự kết tinh của vũ trụ. San hô đỏ giúp đem lại may mắn, kỵ tà, thanh tịnh. Đá mã não đỏ, ngũ hành thuộc thổ, là một dạng khác của đá thạch anh, cho nên mã não mang đầy đủ những năng lượng phong thủy tích cực. Mã não tượng trưng cho hạnh phúc, tốt lành và sự hưng thịnh. Ngọc trai tự nhiên, ngũ hành thuộc thủy, là một trong những báu vật kết tinh của biển cả bao la, có màu ngũ sắc lấp lánh khi đưa ra ánh sáng, tượng trưng cho tài lộc, may mắn. Ngoài ra trong gói thất bảo của phong thủy Gia Cát còn có thêm một gói chỉ ngũ sắc theo sự tư vấn của thầy Gia Cát. Sử dụng chỉ ngũ sắc trong bát hương để điều hòa ngũ hành, kỵ tà và mang lại sự linh thiêng của bát hương. 2. Gạo vàng thần tài. Gạo vàng thần tài được xem là một vật thần kỳ, cực kỳ may mắn. Nó được chế tạo từ cát và đá tự nhiên thuần khiết. Mỗi công đoạn chế tác đều vận dụng các nguyên lý ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa thổ một cách nghiêm túc. Sự linh nghiệm đặc biệt mạnh của gạo vàng thần tài được sử dụng trong việc kích tài, vậy nên đây là vật phẩm cần có trong mỗi gia đình, đặc biệt là trong việc bốc lại bát hương và kích tài cho bát hương vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng. 3. Ngũ vị hương là vật phẩm phong thủy dùng để bốc lại bát hương và bao sái bát hương cũng như ban thờ. Ngũ vị hương bao gồm các loại hương liệu thảo mộc quý được dùng rất nhiều trong phong thủy như tẩy uế xông khí khi vào nhà mới, bốc lại bát hương, pha với rượu để bao sái bát hương, lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ, thơm tho. Khi có ngũ vị hương trong bát hương sẽ không còn bị tạp chất, sạch sẽ và thơm tho hơn, mang lại sự linh thiêng cho ban thờ của bạn. 4. Tờ di hiệu. Tờ di hiệu bát hương là giấy tờ được in thành màu vàng và được viết bằng chữ Hán Nôm đỏ. Bộ di hiệu thường được sử dụng để viết tên người được gia đình thờ cúng và được đi kèm với đó là bộ thất bảo. Trong gói thất bảo mà thầy Gia Cát cung cấp đã có kèm tờ di hiệu và cách ghi di hiệu chi tiết cho từng bát hương. 5. Giấy trang kim. Giấy trang kim là loại giấy có một mặt trắng kim, màu vàng, chuyên dùng khi bốc bát hương hoặc cho vào tiểu khi bốc mộ. Lớp giấy này lâu ngày phân hủy hết, nhưng còn lại lớp kim sẽ bọc lấy và bảo vệ xương cốt. Mọi người nên dùng loại trang kim chuyên dùng, không nên dùng loại giấy bạc bình thường, sẽ không tiêu được lớp giấy. Giấy trang kim chuẩn được phong thủy Gia Cát gửi kèm trong gói thất bảo mà quý vị đã thỉnh là thứ không thể thiếu để bảo vệ thất bảo khỏi tạp chất, tạp khí. 6. Trầm song. Gỗ trầm hương làm thắc khói với hương thơm đặc biệt vốn được xem là có khả năng giúp tẩy hung khí và uế khí trong nhà. Ngoài ra sản phẩm này còn giữ được cân bằng năng. Vì vậy mà thắc khói trầm hương có công dụng giúp tụ vượng khí, góp phần làm gia tăng may mắn tài lộc cho gia chủ.
Sau khi bốc lại bát hương, cần phải sử dụng nụ trầm để xông khí tẩy uế cho bát hương sạch sẽ trước khi dâng lên bàn thờ. 7. Tài liệu hướng dẫn quy trình bốc bát hương và văn khấn bốc bát hương. Những tài liệu này đã được phong thủy Gia Cát gửi kèm với bộ thất bảo để đảm bảo cho quý vị bốc bát hương được chuẩn chỉ và chính xác nhất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ lễ và vật phẩm để bốc lại bát hương, chúng ta bắt đầu tiến hành bốc bát hương theo quy trình như sau. Tờ di hiệu sẽ ghi là Phụng thờ Hội đồng Gia Tiên Họ 3 chấm Chư Vị Chân Linh hoặc ghi Phụng thờ Cửu Huyền Thất Tổ Họ 3 chấm Chư Vị Chân Linh. Ghi xong di hiệu, ta tiến hành làm các bước sau. Bước 1. Sàng cho. Chuẩn bị ngũ vị hương thất bảo, trầm, gạo vàng thần tài, viết di hiệu bật lửa, hương. Bước 2. Sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn cho với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn cho nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất, toàn tâm toàn ý nghĩ về việc bốc bát hương. Khi đó bát hương mới linh ứng. Ngoài ra phải đọc ngũ bộ chú trong quá trình trộn cho nếp như hướng dẫn mà Thầy Gia Cát và Phong Thủy Gia Cát đã có hướng dẫn gửi kèm trong bộ thất bảo. Sau khi trộn cho nếp đều với ngũ vị hương, cho nếp từ màu đen tuyền chuyển sang có màu ánh vàng của bột ngũ vị hương và có hương thơm dễ chịu. Trộn đều cho nếp với ngũ vị hương xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3. Gói thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo mà Phong Thủy Gia Cát gửi kèm cho các bạn có kèm theo hai tờ di hiệu và tờ giấy trang kim cùng với một nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn bóc gói thất bảo ra, lấy tờ di hiệu ghi tên bát hương thờ ai như hướng dẫn của Phong Thủy Gia Cát đã gửi kèm trong gói thất bảo. Sau đó, gấp gói thất bảo lại, đặt vào mặt sau của tờ di hiệu, gấp tờ di hiệu làm 3 theo chiều ngang, sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu từ dưới lên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ giấy trang kim đặt ngược lên bàn, đặt tờ di hiệu đã gói thất bảo vào, sau đó gấp sao cho vuông vắn đẹp đẽ. Khi đã gấp xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4. Khi đã bao sái tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu ngũ vị hương hoặc là rượu gừng, ta đặt bát hương lên trên bàn sạch sẽ và tiến hành bốc bát hương. Đầu tiên, chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy bát hương khoảng 1/3 gói. Tiếp theo, chúng ta đặt gói thất bảo vào chính giữa bát hương, sao cho đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyệt bát hương. Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bốc cho nếp vào trong bát hương. Khi cho nếp đến khoảng một nửa bát hương, ta dừng lại, rắc tiếp 1/3 gói gạo vàng thần tài đều trên bề mặt cho nếp. Tiếp đến, lại bốc cho vào bát hương. Khi cho nếp đến miệng bát hương thì lại tiếp tục rắc số gạo vàng thần tài còn lại trong bát hương. Lưu ý, ở giữa bát hương nên rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn những chỗ khác để khi đặt cây trầm lên, xông bát hương sẽ không bị hóa, cắm hương sẽ không bị đổ, gây nên sự lo sợ cho gia chủ về sau. Để tránh việc này, chúng ta cần phải rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa để khi trồng sâm xong không bị hóa bát hương. Sau khi rắc gạo vàng thần tài hết, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 5. Vệ sinh sạch sẽ bát hương và xông trầm tẩy uế cho bát hương. Trong quá trình bốc bát hương, cho nếp có thể làm bẩn bát hương. Quý vị và các bạn hãy dùng khăn sạch, sử dụng nước ngũ vị hương hoặc là rượu gừng, lau lại toàn bộ bát hương. Sau khi lau chùi sạch sẽ bát hương, đặt bát hương lên trên bàn sạch nên dùng vải đỏ làm khăn trải bàn để nụ trầm mà Phong Thủy Gia Cát gửi kèm trong hộp thất bảo vào chính giữa bát hương để xông khí tẩy uế cho bát hương. Đợi cho nụ trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên bàn thờ và cắm hương. Sau khi bốc lại bát hương và xông trầm xong, ta tiến hành đặt bát hương gia tiên lên trên bàn thờ. Với bàn thờ ba bát hương thì bát hương gia tiên đặt ở bên phải bát hương thần linh theo hướng đứng cúng. Với bàn thờ hai bát hương thì bát hương gia tiên đặt ở phía trước bát hương thần linh. Tùy cách sắp xếp và bố trí bàn thờ mà bát hương sẽ đặt ở vị trí khác nhau. Trong quá trình bốc lại bát hương và sắp xếp bàn thờ, nếu quý vị có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với Thầy Gia Cát cùng với đội ngũ chương trình qua số hotline phía dưới hoặc comment trực tiếp vào ô bình luận để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Vậy, bộ cốt bát hương đầy đủ của Phong Thủy Gia Cát có thể mua ở đâu để được hàng chính hãng? Các bạn hãy liên hệ đặt hàng trực tiếp trên website http://phongthuymayman.vn hoặc gọi điện đến số hotline của chương trình. Đội ngũ chuyên gia của Phong Thủy May Mắn và Phong Thủy Gia Cát sẽ tư vấn chi tiết và tận tình cho các bạn.
Bộ cốt bát hương đầy đủ được dùng cho bát hương nào, các bạn hãy yên tâm. Bộ cốt bát hương đầy đủ được dùng cho hầu hết tất cả các bát hương như bát hương ban thờ gia tiên, bát hương ban thờ thần tài, bát hương ban thờ táo quân, bát hương ban thờ Phật, bát hương ban thờ vong hay nạp cốt tượng, cốt linh, vật phong thủy đều có thể dùng được. Chi tiết đội ngũ tư vấn sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các bạn kèm theo hướng dẫn sử dụng cho từng bộ cốt, cho từng bát hương. Dễ hiểu đến mức ai cũng có thể tự làm được mà không cần phải nhờ đến thầy cúng hay thầy phong thủy. Thưa quý vị, trên đây thì Phong Thủy Gia Cát đã giới thiệu bộ cốt bát hương chuẩn và đầy đủ để bốc lại bát hương khi nhập trạch vào nhà mới, cũng như việc bốc lại bát hương vào dịp cuối năm. Việc thờ cúng là hết sức hệ trọng, cần phải được làm đúng và được sự tư vấn bởi các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Quý vị hãy gọi ngay tới số hotline của Phong Thủy Gia Cát để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất nhiều vì đã quan tâm lắng nghe. Chúc quý vị có một ngày an lành và hạnh phúc.